bơi chưa? Chưa. Thầy dạy bơi. Thầy dạy bơi à? 500 nghìn rồi. Thôi. Đi xuống đây. Thầy dạy bơi không? Thầy dạy bơi không? Đảm bảo với em là 15 phút là biết bơi ngay. Tính lại với em là anh đặt lên hàng đầu. Anh đầu tiên nhá. Anh dạy em thở. Em chào à, anh sẽ dạy em bơi chó. Em biết bơi chó là bơi như nào không? Đây, bơi chó rồi em. Em biết chó bơi như nào chưa? Anh bơi chó nha. Bơi bướm. Bơi ếch. Chỗ này em làm đây. Anh dạy cho. Rồi. Để rồi nhá. Em làm bướm, em làm bướm. Làm từ từ bướm. Từ từ bướm. Bỏ chân nào, bỏ chân nào. Chân dưới đi. Anh đỡ rồi, em trước anh đi. Chân lại nha. Wow. Bơi này tính bao giờ mới biết bơi. Tay em tay em phải bỏ ra để anh giữ người em thôi, em đừng bám vào người anh, em đừng bám vào người anh để bơi thả lỏng tay ra, bỏ tay ra để anh tay em để đấy đấy rồi à. Cho chân lên đấy. Tay của em anh ra em cứ yên tâm, yên tâm ra cho rồi anh. Em không nghe theo lời anh thì làm sao mà bơi được nha, đi yên tâm nha. Em bơi chó nha, nếu chó thì gì em thả lỏng nha. À, anh nghe đây đấy, chân này chân này. Anh yên tâm, cứ để anh dạy là bảo 15 phút nhưng mà anh không, anh phải bám vào chỗ nào nó chắc thì mới dạy bơi được em đi. Cứ yên tâm nhá. Cứ yên tâm để anh dạy bơi. Nào, phải làm đấy nào. Vâng, tay xe ra, tay xe ra trước. Anh yên tâm. Bây giờ anh phải bám vào đấy thì anh mới chạy. Anh phải bám vào đấy thì em mới nổi lên được ấy. Em mới chắc, em mới chắc. Chỗ nào chắc anh mới bám. Bám kiểu kia là mau rồi em ơi. Chắc à, chắc à. Đấy nó không cần. Đấy không cần, em cứ yên tâm. Cứ để anh. Lần nữa nha. Ok. Rồi anh ạ, con lên chân à. Chào. Rút người xuống. Tay ra nha, ra tay ra. Ra tay ra trước. Đấy, ra tay ra trước. Rồi. Rút xuống. Bây giờ anh sẽ dạy em cách nữa là bơi ngửa. Nào, ngửa đấy ạ. Bỏ tay ra, ra tay ra nào. Anh đang kiểm tra xem phổi em có chứa được hơi, chứa được oxy không? Mà thầy không bơi được thì anh không dạy em hết. Thầy cứ yên tâm. Thôi em đéo bơi đâu. Mẹ thầy kiểu
Bơi à? Đâu rồi, đi về. Em ơi, sao thằng kia nó dạy em bơi kiểu gì mà sao này khổ thế em? Quay, bơi cái kiểu chú bất giới này. Đó, đi về. Quay.